耶寨来了狗，耶寨包，哎呀，就系不好，嘿，啊你要玩哇，见没啊哈，你成了鱼肉啊，不好，好不遗憾的，耶寨嘞，龙河来哟狗，矮板空我无灵。杨伯地位高，多谢我公我爷。八公高伯爱，哥爱空柴地帮助我。老后我公我黑也高，铁也高，也话走嘴，也话没牙。爱我帮我公就帮我。啦啦啦啦，真罗爱意，真罗我林，我莫办登顶爱腾，国内穷人哉，林爱抱林来，穷都爱腾钱，堂里莫睿里班，合家一睿做买呀。杨伯空体态，鸟空真腾在不加争执。矮矮堂里莫奔，心缺夜泪夜光。矮矮堂里莫奔，心缺夜泪夜光。夜寨帮，夜寨来了狗。辣油狗白种狗野菜得意我共过黑野菜包呼làm gì vậy em làm gì vậy em phủi cái nhà em quét nhà vậy trời ơi anh làm em giật mình à thằng gan quá vậy anh em đến nhà em nghỉ bao gan ông chửi chết chết hai đứa chết chết á nè nói nghe nè anh coi chừng không đi khỏi chỗ này em dám vô chứ bộ tự nhiên dám vô sao cũng sợ chứ anh sao? Gan thiệt à nha gì đâu gan khi người ta yêu người ta sẵn sàng bỏ qua tất cả anh nhớ em nếu có bị dài ba cây rồng gánh của ba em anh cũng sẵn sàng chấp nhận để chứng tỏ là anh yêu em thật tình yêu hết mình cho dù có bệnh anh cũng yêu luôn anh sợ quá ai tin anh nổi ai nói em anh sợ hả à? À, anh thề cho em tin nha. Thề đi. Anh thề cho em tin. Thề đi. Thề đi. Anh thề nếu mà anh hai lòng hai dạ cho em ha. Thề đi. Thề. Thì sao? Thì sao? Cho con sao? Con gà nó biết lội nè. Con rùa nó biết bay. Con. Con cái gì nữa? Thôi đi. Thề gì cũng thề nữa. Em sợ cái mặt anh lắm rồi đó nha. Sợ gì? Ta hiền muốn chết mà sợ. Ủa sao vậy? Hả? Vui gì mà buồn muốn chết luôn nè. Bây giờ mới buồn đó hả? Tự nhiên buồn ngang xương à. Anh gặp vui muốn chết cái tự nhiên buồn à. Vui chuyện gì nói anh nghe coi hả? Anh biết không? Sao em? Mấy bữa nay vô lớp học em học không có nổi. Sợ kỳ thi này em sẽ thua kém bạn bè. Và quan trọng là em không dám nhìn mặt anh nữa đó. Chuyện gì? Có chuyện gì mà không dám nhìn mặt anh? Nói anh nghe coi làm anh lo ơi, quá hả? Anh có biết không? Mấy ngày nay gia đình em đổi thay. Mẹ em như thế không quen. Tâm trí vẫn vơ nơi đâu. Làm bà nội cơn nóng giận. Gia đình em có đủ đầy mẹ cha. Còn anh thì chỉ có mẹ thôi. Anh chớ buồn thương. Hai đê tâm lo học hành. Làng ơi chúng ta đừng ở bên nhau cùng sớt chia ngọt bùi gian khổ.
Mình cùng sanh bước bên nhau, bước qua chặng đường chông gai hiểm trở trong đời. Em ơi, lời hứa với em, anh đây không thể đổi dời. Sau khi nắm chắc trong tay mình bằng bác sĩ, anh sẽ, anh thưa với má, đến đây để được hỏi cưới em. Cưới em? Phải. Nhưng mà trong thời gian này, chúng ta đang tìm hiểu với nhau những gì u uẩn trong em. Em hãy nói đi, mình cùng san sẻ. Trong tình yêu ta phải có nhiều thông cảm, thì hạnh phúc tình yêu mới được vững bền. Anh Tùng. Là em đừng có buồn nữa, anh sẽ lo lắng hết cho em mà. Em cảm thông chân tình, anh nói lên tâm lòng. Nhưng sợ đời nhiều bão giông, em đừng sợ đời lòng đông. Anh sẽ thương em nhiều, dù cho bao bão giông cuộc đời. Đường đời trong gai đầy hiểm trở, biết em có đầy đủ bản năng để gìn giữ thân mình. Thôi thì chúng mình tạm xem nhau là bạn, một tình bạn chân tình, không vướng bận chữ yêu. Lan à, anh thề yêu em trọn đời trọn kiếp, dù bao tu phong ba vẫn mãi mãi yêu em. Anh thương em dữ vậy sao anh Tùng? Anh yêu em thật tình mà, đừng có hỏi dư thừa như vậy. Em hỏi cho chắc ăn chứ làm chi. Em không tin phải không? Dạ. Bây giờ muốn chắc ăn phải không? Em muốn chắc ăn. Cho anh mượn cái tay. Mượn cái tay làm gì? Thì đưa đây. Thôi đi. Đưa đây chắc ăn liền. Thôi đi. Đưa đây. Thôi đi. Này. Em nghe gì không? Nghe gì đâu? Tim anh nó đập đó. Đâu? Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Nó đập đều như vậy đó. Nó thay anh. Nó thay tiếng nói chân thành từ lòng của anh là. Là sao? Anh yêu em. Anh yêu em vô cùng, em biết không? Trời ơi, trời ơi, trời. Trời ơi. Lý là con của ai? Lý giàu già người ba. Ta Lý ó mèo, Lý ẩm con gái ngọ, lồn chó cắn, mà tả xảy Lý à. Bác ơi, bình tĩnh rồi bác ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Anh Tùng để đến đây á, dạy con sinh ngữ sẽ ba đối xử với anh tị. Sinh ngữ con khỉ, họ thấy rõ ràng à. Cái thằng cha này nó lắm tay con nè. Ba. Con còn bình vực nó nữa hả? Ba. Con gái ơi là dạ. Con gái hư thối quá đó chứ. Con gái không lễ cho cái thằng khốn nạn này. Nó làm quá quách như vậy. Ba. Nó nói cho con nghe nè. Không có. Dẫu ba nghèo, ba chết lôi cũng vui. Lùi con ăn học thể nơi mới bằng lòng. Không có. Con gái thì phải có lít là đi lừng hàng xóm lo chửi cha cái thằng ba nhưng mà lo chửi thòm là không có biết dạy đi mày để cho mày đi trai gái với thằng kia mày muốn mày có chữa thì làm sao có chồng chứ. Dạ thưa ba. Lý giặt lo vô trong nhà xui quẩy công tình ngõ dại dỗ mấy mười năm bây giờ Lý giam ma cải tàu tàu Lý cùng ban mày nghĩa lại có mèo. Ba. Anh Tùng mới là con nhà đàng hoàng, ảnh tốt lắm mà. Dạ. Ba cứ vậy tốt hoài à. Cái chuyện ma của Lý à, mười mấy năm về trước à, ngọn còn nhớ hoài ở trong bụng à. Cho nên ngọn thấy cái thằng này nó dê Lý. Ngọn nhớ cái thằng chó cắn đó, nó ăn cắp con vợ ngọn. Ngọn tả xỉ nó đi. Chú hai, chú hai. Chú hai ơi, bình tĩnh đi chú hai. Bình tĩnh cái gì? Chú làm con ba, sợ quá chú hai ơi. Ba đừng có giận nữa. Ảnh hiền lắm. Hiền cái anh con thị. Anh không thấy làm gì con. Lý dồn cái mặt nó làm sao mà hiền. Hiền đó. Cái mặt nó ác lắm mà. Con đâu có ác được biết chú hai. Nhà lộn dữ lắm mà. Chú hai. Hả? Ba. Trời anh ơi hiền lắm, con không rồi, có chú ác hai như ơi. Ba nghĩ đâu. Đi làm nghề gì? Chú hai ơi. Nói trời con. Ơi. Nghe lời con tỏ bay trước sao. À. Con yêu Lan chân
thành, giặt lòng thủy chung bền lâu. Lan trắng trong xinh đẹp như hoa hồng. Hey, nói thiệt à, con của họ à, trắng như bột mì tinh à, đừng có nói tẩy à. Anh Tùng đầy con hằng mến yêu, mai mốt đây anh ra trường, Tùng là sinh viên tài ba. Xin chú ai thương tình, con ghé thưa cùng mẹ cha, mang đến đây cao trầu, mong chú thuận lòng cho đẹp duyên. Dạ, Lị phải nói thiệt à ha. Dạ. Lị thương con gái ngọ. Dạ thương, thương thiệt tình mà. Lị con muốn cưới làm vợ không? Dạ muốn quá đi chứ. Muốn nhở? Dạ. Lị là con của ai? Ý lâu. Nói. Ba à, tôi nói gì vậy? Dạ không à, con không có làm cái chuyện đó trong nhà này à. Tại con sao? Không có à. Lị là con của ai? Ý lâu nói. Con có đây, mới vô đây hả? Anh chứ đâu có làm cái gì đâu. Tại sao? Ba hỏi là nhà anh ở đâu á. Đúng rồi, đúng rồi. Ý lâu. Ba, ý gì? Ba anh Tùng á, anh Tùng là sinh viên y khoa, tương lai là bác sĩ của ba. Ba cứ ý bác sĩ. Dạ. Hey. Bác sĩ. Bác sĩ á. Bác sĩ. Dạ. Dạ sắp tới là bác sĩ. Bác sĩ ngon dạ. Không? Dạ ngon hả? Làm được cái gì? Dạ con học nhiều thứ lắm à. Thứ gì lắm dạ. Thế trời đất ơi. Dạ mẹ ơi, thằng này chưa, nó chưa làm bác sĩ là muốn chích thuốc người ta rồi. Nó chích hoài làm sao chịu nổi. Dạ phải bác sĩ là phải chích chứ sao hả? Dạ phải học. Học hả? Dạ. Nó thấy cái mặt này vàng lắm mà ha. Thôi được rồi. Lý lý về nhà đi. Dạ, dạ sao? Lý về nhà. Kêu hai đứa lấy quà nói chuyện làm hoàng tử tế đi. Dạ hai đứa nào? Ây da, thì ba má của Lý đó. Anh, ba là ba của em là người qua, hai đứa là ba má anh đó. Mà ba ơi, mà cái gì? Anh chết cha còn chỉ có mẹ thôi à. Chết cha rồi hả? Dạ. Mày nói cái gì tao cũng hiểu rồi. Chết cha à? Dạ. Lý chết cha rồi. Dạ. Còn mẹ à, hả? Dạ còn má còn hay không à. Sao Lý là cũng lực, lừa ba cũng lực, lừa má cũng lực, không ngại gì. Lối chuyện làng hoàng tử tế, lắm cưới làng hoàng là liệt rồi. Hả? Chú hai chấp thuận cho con cưới làng ba không? Cho Lý cưới, kiếm ba má lại. Cảm ơn chú hai nhiều lắm. Dạ chào chú hai con về, chào em Lan anh về. Ý, anh. Gì? Gì cũng chào nữa. Gì chào là sao? Tự nhiên chào em chứ gì? Trời đất ơi, nghe nó cưới vợ mừng quá quên. Dạ, anh chào em anh về. Con về, con về chú hai, con lo liền chú hai ơi. Có chân té nha. Ây da, cái thằng võ này à, nó thấy nó cũng dễ thương quá chứ. Nó chửi nó quá trời, nó không dám trả lời à. Nó tốt với Lị là lượt rồi. Làng ơi. Dạ. Nói cho Lị nghe. Dạ. Chừng nào à, Lị làm vợ chồng à, phải có nhiều tiền mới được à. Ông trời biểu nó thương Lị liệu là lượt rồi. Dạ. Sắc co cầu, con ngái 12 lưu lít. Lị thấy lưu lầu dơ, bỏ lưu lầu sạch là Lị uống. Không phải, con gái 12 bến nước, bà cứ lù lướt hoài à. Trời ơi, bến nước à, lù lướt à cũng vậy. Miễn có nước sạch ra à, lại uống là liệt rồi. Dạ, nhưng mà con chưa có muốn lấy chồng bây giờ đâu ba à. Ây da, con tả sĩ Lị à. Lị không muốn lấy chồng sao Lị lưa cái tay cho nó bắp hả? Mà thấy rõ ràng. Ba, con muốn đi làm kiếm tiền để phụ ba má vài năm nữa. Để ba má hết cực khổ. Bà đó thì đi làm tối ngày má cũng tảo tần vất vả. Mà bây giờ má đi làm công việc gì mà con cũng không thấy má về nữa. Ơ, ba, ai tới nhà mình kìa ba? Ai vậy? Ây, thì kệ nó đi. Nó đi vòng vòng chắc lộn dài rồi. Ai vậy? Kệ nó. Đứa làm không được. Ây da, ngồi nói chuyện với Lị con bà, mặt quá. Bà tối ngày ba nói gì đó không mà. Hay à, xin lỗi. Gì à? Bà kiếm ai? Gì mà tôi về nhà mà cha con ông nhìn tôi một cặp mắt quái gở vậy? Má hả? Má đây hả? Vậy ây da, má con Lan à? Chứ không lẽ là ma? Bực,
Cái lầu tóc ly dài dài mất tiêu rồi. Nực quá, cắt mất rồi. Mà còn Lan ơi, mấy bữa nay à đi làm cái nghề gì ăn mặc kỳ cục quá đó chứ. Ăn mặc gì đâu kỳ cục. Ly mặc cái áo không mặc cái quần à. Ê, trời ơi thôi, sao mà biết Tâm không có mặc quần? Thấy ừ, kéo lên dài quá à. Thôi, thấy cái vò dài quá à. Không có nói chuyện mặc quần mặc áo đây nữa. Nè, tôi làm ở ở ba Sexyger biết không? Chỗ đó làm cái gì vậy? Cái chỗ đó là bán rượu đó. Ây da, má ơi, má trọng tuổi rồi, con nghĩ cái nghề đó đâu có hợp với má đâu. Con à, cái nghề nào miễn có tiền á thì má làm thôi, chứ nói sao hợp với không hợp hả con? Nhưng mà thằng không có muốn Lý đi làm cái nghề bán rượu đâu à. Ngộ con lũ sức à, lui vợ con mười mấy năm nay à. Thôi, tôi chán cái cảnh nghèo túng lắm rồi. Tôi phải làm có tiền để vươn lên cái cuộc đời này nữa chứ. Ây da, bà còn làng ơi, người ta đi làm cu ly à, cũng có giá trị của người hiền rồi. Hồi xưa bỏ Lý lôi cái bụng à, đi làm cái nghề xấu hổ quá là chứ. Tôi làm gì xấu hổ? Nè, nói rõ ràng nghe, tôi làm gì? Làm gì xấu hổ? Nói nghe coi. Ây da, bao nhiêu người ta tay lăng à, cũng làm cái nghề đó, có sao đâu. Ây, người ta khác à, Lý khác rồi à. Khác là khác sao? Người ta Lý bán rượu lấy tiền mua cơm ngạo, không có gì là xấu hổ à ha. Lý đi làm cái nghề xấu hổ lắm à. Làm cái gì mà ra xấu hổ hoài vậy? Nói cho ra, làm cái gì? Mấy bữa nay lối xóm à, người ta nói Lý đi làm cái nghề à. Làm gì? Làm cái nghề. Làm gì? Làm Lý. Trời ơi, trời ơi, tại sao mày dám nói ta vậy hả con? Trời ơi, sao ta nói vậy? Con nói vậy thôi. Trời ơi, trời ơi, sao má đánh ba dữ vậy? Má không thương ba gì hết vậy má? Vậy cha con không nghe thằng cả nói quan má sao? Má làm gái mà chả dám nói làm đĩ. Má không nhớ ngày xưa sao má? Trời ơi, nhớ sao không nhớ con? Mà má có dông phụ gì ổng đâu. Bây giờ thì má đang cố gắng giúp ổng, con biết đó, bây giờ bệnh nào tình của ổng trở nặng. Ông coi cho con coi cái tướng ổng vậy chứ ông yếu dữ lắm á. Má làm có tiền thôi chứ có gì đâu mà la là. Lan à. Dạ. Kỳ này má về á, má quyết định đem con theo má. Má mời công lao của ba mươi mấy năm nuôi mẹ con mình vất vả, con không thể nào theo má gọi được tình ba như biển cả sông dài. Càng ngày nói chuyện là giống ăn thòn. Làm sao quên được ngày mẹ con ta trôi nổi lá rồi. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đi lê lết đường tựa vào ai. Mà ơi, mà có nhớ không, mẹ con mình đi đâu người ta cũng đuổi xua. Mai ở nhà này bị đánh đập, mai ở nhà kia. Mẹ con mình phải sống lê la giữa cuộc đời đau khổ cơ hàn. Lan à, bởi vậy những cái thời gian gian khổ đó qua rồi, bây giờ thì má quyết định má làm cho cuộc đời tươi đẹp lên. Con biết đó, má không có muốn cả sống trong cái cảnh nghèo khổ, trong cái căn nhà gách rách nát này nữa. Con phải hiểu cho má chứ. Má, bệnh ba thòn con á, ngày ngày á còn tái lại, tái đi tái lại hoài à. Ba thòn con không làm không ra tiền thì để má làm chứ. Má, tại sao cái gì nhưng mà nói con má? Không có đi theo má được đâu. Tại vì con có thành kiến đối với má thôi, chứ còn má đâu có ghét bỏ gì ổng đâu. Với ba thòn má không hết lòng yêu quý. Con xin má hãy nhớ tới tình nghĩa của ba. Má, mỗi khi
mình đau ba chạy từng thang thuốc. Thôi mà... được rồi, thôi đi, má nói hết lời rồi, con không nghe má thì thôi, chứ má nữa, má không có thể sống ở trong cái căn nhà tồi tàn này nữa đâu. Má, má đi, đi để cho cha con á khỏi có lây cái tiếng xấu của má. Má, má bỏ ba hả má? Má. Má ơi. Ba. Ba ơi. Ba có sao không ba? Ba. Sao ba không giữ má lại hả ba? Ba không giữ má lại để má đi với ba. Trời ơi. Lan ơi, ba có lỗi giá lời. Nghe như chim gắng ruột nó lạc ta. Thiện dâu môi mây lắm trời. Lây lành cam nó ham tiền, nó bỏ tôi. Ba đi làm không sợ. Cao xanh ơi ông ghét ghen tôi làm thế. Cách xếp mối duyên à với con lành bà không ra gì. Lễ mang khổ lụy. Ba cần đến lang khuây, còn chỉ có con thôi. Sống cho qua cảnh đời má giờ đi xa rồi. Ôi chồng về nghĩ mà sợ ba. Không có tiền không có kiều chồng về. Tình lời thay len lối trắng ngà ga. Ba, má không thương tình nấu phụ bạc ba, nhưng con có con. Con thề con phải phụng dưỡng ba như người cha ruột. Hụ lên chứ, cái xây xấu tệ ra cái trai tốt. Lan ơi ngọ muôn lực ruột tim gan, chỉ thấy má của lý phụ có tham vào. Không nghĩ tới cái tình nghĩa giữa chồng con cái. Ba, nhưng công lược có phần an ủi là đưa con gái biệt tình biệt nghĩa. Thôi được rồi, không muộn công cực khổ lui tầng lui tạo lui cho hai lứa tuổi bay từ mùi mây lắm trời. Nếu gõ không thiên họ chắc cũng không thể sống ở trên lời. Lì biết không, mười mấy năm trời ngò lo cho ma lì, ngò bị bà con mắng chửi. Nó lôi ngò là cái thằng con trai mà lì lấy cái lằng bà có con rồi. Là tuổi ngò về chờ lỡ nghĩa, khổ lắm à. Ngọ thương ma lì chịu nhiều đau khổ. Ma lì không thiên còn phản bội ngọ rồi. Bà ngồi đây nghỉ đi. Buồn quá thằng. Để từ từ má con suy nghĩ lại sẽ về xin lỗi ba nhé con. Còn riêng con, lúc nào con cũng quý trọng ba, thương ba nhất ở trên đời. Là người lì lây nói như vậy à, vợ cũng có phần an ủi lắm mà là ơi. Ba đừng có buồn, con thương ba nhiều lắm ba ơi.
làm. Ba